Để kiếm ra thu nhập thì tất cả mọi người buộc phải lao động, kinh doanh. Có người chọn kinh doanh quần áo, giày dép, có người lại chọn buôn bán đồ ăn. Nhưng ai cũng chọn an nhàn thì gian khổ sẽ dành phần ai? Gian khổ ở đây em muốn nói đến chính là để nói nghề cao quý, nghề sản xuất chạy hòm, áo quan. Chẳng mấy ai hứng thú khi hỏi đến cái nghề này cả, vì nó liên quan đến kết thúc của cả một đời người. Nhưng sau những chia sẻ của anh Lê Văn Dững, một chủ chạy hòm tại Long Mỹ, Hậu Giang, thì mới nhận ra được đó là một nghề vô cùng đáng quý và đáng ngưỡng mộ. Người làm nghề chạy hòm quan trọng lắm, họ là những người trọn vẹn cuối cùng của một đời người và không phải ai cũng có thể làm được việc đó. Nhiều năm trở lại đây, để đáp ứng nhu cầu của thị trường mà các chủ chạy hòm muốn chuyển đổi từ hình thức sản xuất thủ công sang áp dụng công nghệ máy CNC vào sản xuất, nhất là chạy hòm có quy mô lớn ở miền Tây. Vậy máy CNC đục gỗ nào phù hợp để sản xuất sản phẩm này? Hãy cùng CNC Đông Phương tìm hiểu qua video dưới đây. Vậy gia công chạy hòm nên đầu tư dòng máy CNC đục gỗ nào? Với các xưởng gia công hòm, CNC Đông Phương giới thiệu đến quý khách hàng cấu hình máy CNC đục gỗ 2256 đầu, rất phù hợp với sản phẩm chạy hòm với kích thước mặt bàn làm việc lên tới 2m15 về chiều ngang và 2m44 về chiều dài. Trang bị 6 mũi đục với spinner công suất 1,5kW, tạo ra sản phẩm đồng nhất cùng một lúc với chi tiết đục quan tài. Máy CNC 2256 đầu được thiết kế với cấu hình hiện đại, đáp ứng sản phẩm tạo ra với chất lượng cao. Máy sử dụng phần mềm điều khiển CA100 Pro 2, phần mềm tân tiến hiện đại do công ty Đông Phương Hà Nội nghiên cứu và sản xuất, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt nên được các khách hàng rất ưng ý, dễ dàng sử dụng. Vấn đề tiếp cận công nghệ không còn là vấn đề khó khăn. Hệ thống dẫn hướng đều sử dụng dây trượt, con trượt, vít me TBI Đài Loan, uy tín, chất lượng hàng đầu. Củ đục được thiết kế riêng tiêu chuẩn độc quyền Wincam, bền bỉ, chính xác, vận hành nhanh chóng với 4 vòng bi tốc độ cao, hoạt động tối đa 24.000 vòng trên 1 phút. Phát hiện lỗi nhanh chóng nhờ trang bị hệ thống đèn báo lỗi, cảm biến nhiệt độ mỗi củ đục, giúp quý khách hàng dễ dàng theo dõi nhiệt độ của đục. Khi đèn báo trên 40 độ, nguy cơ hư vòng bi và cháy cuộn dây bên trong rất cao, cần kiểm tra lại hệ thống làm mát nước. Và ngay sau đây, em Hiền xin mời quý khách hàng theo dõi video máy CNC 2256 đầu chạy thực tế tại nhà anh Lê Văn Dững tại Long Mỹ, Hậu Giang. Quý khách hàng lại đặt niềm tin vào CNC Đông Phương. CNC Đông Phương Hà Nội là đơn vị sản xuất máy CNC hàng đầu trong lĩnh vực máy tự động hóa. Sản phẩm và thương hiệu của công ty chúng tôi đã có mặt trên khắp các tỉnh thành trên cả nước, được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Với kinh nghiệm hơn 10 năm sản xuất ra thị trường trên 5.000 máy và là đơn vị tin cậy trên 3.000 doanh nghiệp lớn nhỏ lựa chọn đầu tư. Quý khách hàng đang quan tâm và cần tư vấn dòng máy CNC làm chạy hòm phù hợp, vui lòng liên hệ với em Hiền theo hotline 0362 903 888 hoặc 0368 338 388. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng.